ơn tinh thác vào lòng thương xót của cha, bởi vì cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tinh thác vào cha mà bi thất vọng. Lạy cha từ bi, chỉ mình cha mới phán xét, cha không bao giờ từ chối. Khi con thông hồn chạy tới lòng thương, ân sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn qua hiện tại và lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy sáng sống, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giữ chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Kinh lòng Chúa lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời, hy vọng trong lúc sinh và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiến trì muôn đời. À, kính mời cộng đoàn quỳ. Giờ đây xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa là Cha nhân từ những ý khấn. 32 người xin tạ ơn, 41 người xin ơn bình an, 32 người xin ơn như ý, 33 người xin ơn thánh hóa, 31 người xin ơn chữa lành, xin chữa lành bệnh cho Teresa Huệ. Xin cầu cho các linh hồn ông bà tổ tiên. 19 người xin cầu cho linh hồn Giuse. 20 người xin cầu cho linh hồn Maria. 5 người xin cầu cho linh hồn Anna, linh hồn Anton, 4 linh hồn Phêrô, 2 linh hồn Phaolô, linh hồn Teresa, linh hồn Anne, 2 linh hồn Gioan,
hai linh hồn Gioan Bautista, linh hồn Vicente, ba linh hồn Andre, linh hồn Teresa Maria, hai linh hồn Đa Minh, tổng cộng 65 linh hồn. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y, Đức Giám Mục Giám Quản, linh mục và tu sĩ, đặc biệt Đức Giám Quản Du Xe và quý linh mục linh hướng cộng đoàn lòng Chúa thương xót như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân, thai nhi được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác các linh hồn, đặc biệt các linh hồn trong cơn hấp hối và những ý nguyện. Xin cho Giacobê bỏ nghiện hút, gia đình được ơn bình an. Xin cho con cái biết vâng lời, hai con được thi tốt nghiệp. Xin cho công việc gặp nhiều may mắn, sớm có được kết quả tốt. Xin ơn trả được nợ. Xin cho bé Du Xe được ơn khỏi mắt. Xin cho bé được ăn ngon ngủ yên. Xin cho việc hôn nhân con gái được Chúa chúc lành. Xin mua được đất, giấy tờ được thuận lợi. Xin cầu cho linh hồn Maria nhân ngày lễ dỗ. Xin cho An Tôn làm giấy tờ đất được tốt đẹp. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong giáo hội Việt Nam chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa. Nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Phô-ti-na, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin mời cộng đoàn đứng. Người ca chiều đồi núi can về suối yêu thương
Trước khi hiệp dân thánh lễ, chúng ta biết ngày hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Xin trân quý đến quý bà, quý mẹ, quý chị những lời cầu chúc. Lời cầu chúc tuyệt vời nhất đó là lời cầu chúc của người chị, bà Elizabeth, chúc cho Đức Maria: em thật có phúc vì em đã tin rằng mọi điều Thiên Chúa đối với em thật là hoàn hảo. Và cũng cầu chúc cho các bà, các chị có đầy tràn ân phúc của Chúa để có thể tràn chảy tình yêu thương, lòng thương xót trên gia đình của chúng ta. Chúng ta chào chúc cho các bà bằng một tràng pháo tay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện tạ ơn ba đấng 15 người xin. Xin ơn bình an 8 người xin. Xin ơn như ý 2 người xin. Xin thánh hóa bản thân và gia đình 5 người xin. Xin ơn hoán cải trở lại với Chúa 3 người xin. Xin ơn chữa lành cho Maria Minh, Giuse, Phêrô, Maria. Xin chữa lành đôi mắt cho Giuse Phong. Xin các ý nguyện khác. Xin cho Phêrô Hảo bị ung thư được ơn chết lành. Cầu cho hai con biết vâng lời cha mẹ. Cầu cho hai con thi tốt. Cầu cho công việc gặp nhiều may mắn và sớm trả được nợ. Tạ ơn được như ý. Xin cho công việc được tốt đẹp. Cầu bình an cho gia đình và cho toàn thế giới. Xin cho con tìm lại được những gì đã mất. Xin Chúa gìn giữ và ban bình an cho các chị em phụ nữ nhân ngày mùng 8 tháng 3. Xin cho Teresa được có con. Xin cầu cho các linh hồn 5 người xin. Cầu cho các linh hồn thai nhi 6 người xin. Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, linh hồn Phêrô, Lê Xuân Phong, Maria, Phạm Thị Đào, 12 người cầu cho các linh hồn, 6 người cho linh hồn Giuse, 6 cho linh hồn Anna, 6 linh hồn Maria, 3 linh hồn Anton, 7 linh hồn Phêrô, 1 linh hồn Hieronymo, 5 linh hồn Phêrô, 5 linh hồn Teresa, 3 linh hồn Marta, 2 linh hồn Bartolomeo, 2 linh hồn Monica, 2 linh hồn Giuse Marcello, 2 linh hồn Isave, 1 linh hồn Joan Kim, 3 linh hồn Paulo, 1 linh hồn Henriste, 2 linh hồn Matteo, 3 linh hồn Đa Minh, 4 linh hồn Francisco, 2 linh hồn Stefano, 1 linh hồn Vincente. Cầu xin lễ dỗ cho linh hồn Maria. Cầu cho hai linh hồn mới qua đời, Giuse và Maria. Để lời cầu nguyện của chúng ta được đẹp lòng Chúa, chúng ta thành tâm nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mời đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chôn đời đồng chúng, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã bước vào mùa chay, cúi xin Chúa nhân từ ban ơn trợ lực để chúng con đem tất cả lòng thành thực thi việc hãm mình ép xác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân ta hay tội ác của chúng, cho nhà gia cóp biết những lỗi lầm đã phạm. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm ta, chúng ao ước biết đường lối của ta, như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. Chúng nói, chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy? Chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay? Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lời, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay, để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng? Trong ngày con người phải thực hành khổ chế, cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và cho bụi. Phải chăng như thế mà gọi là ăn chay? Trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa, cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, ngươi liền đáp lại, có ta đây. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn mở sách Đáp Ca trang 64. Lạy Thiên Chúa, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu so thương con, mở lương hải hà xóa tội con đa phạm,
xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tôi mình đã phạm lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đăng tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thường tiên lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là quý bà trong ngày quốc tế, trước khi đi vào phần chia sẻ bản tiệc lời Chúa, con có đọc một cái câu chuyện ngắn tựa đề là Giá trị đích thực, để như xoáy vào cái suy tư dành cho quý bà trong ngày mồng 8 tháng 3. Chuyện kể là bà có một đứa con trai 5 tuổi, bà bế cháu đi ngang qua một cái hầm. Và trước cái cửa hầm có ghi cái dòng chữ là: Chỉ 5 phút thôi, bạn lấy được nhiều vàng bạc châu báu ở trong này, mà ra kịp thì sống, còn nếu không thì bị chôn vùi. Chỉ 5 phút thôi. Bà bế cậu bé con của mình như thế và nghĩ là chắc kịp, cho nên bà vội thả đứa bé xuống rồi tiến vào trong cái hầm đó và tha hồ mà lục lọi chọn lựa vàng bạc châu báu. Bẵng đi 4 phút, bà đã có được một kha khá vàng bạc châu báu để mang ra khỏi hầm. Nhưng có một điều lạ quá là lúc này cái thằng con nó chạy tít vào phía trong hầm, nó cũng vui đùa ở trong đấy mà nó quên mất. Và vì thế bây giờ bà chọn lựa giữ hai: vứt cái túi tiền vàng bạc châu báu hay là chạy vào tìm con. Cho nên cái quyết định suy tư của bà trong 1 phút nó không còn kịp nữa. Bà tiến ra để như muốn cứu mạng sống và giữ cho được cái túi vàng bạc châu báu bà vừa chọn lấy. Và chuyện đã xảy ra
là khi bà tiến ra rồi thì còn mấy giây, cho nên dù có tiến vào gọi con để đem con ra cũng chẳng kịp. Các bà ơi, trong cuộc đời của mình, cái giá trị đích thực là ở chỗ nào? Nhiều khi chúng ta loay hoay vào cơm áo gạo tiền, vào sự nghiệp, vào danh vọng, nhưng mà cuối cùng cái giá trị đích thực là con người, là những đứa con, là những nhân sinh của nhân loại con người này, nhiều khi chúng ta đã bỏ bê đấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay thánh chúng ta được mời gọi để nhắc nhở và cầu chúc cho nhau sống sốt sắng thánh thiện. Và phương thế tuyệt hảo mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong ngày thứ tư lễ tro, ai ai chúng ta cũng đang và sẽ thực hiện, đó là tái lập lại cái mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa trong việc cầu nguyện. Mà để cái mối tương quan này gắn chặt thì mẹ Thánh Teresa Calcutta và Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nhắc đi nhắc lại, như cái bóng đèn là đời ta và Chúa là nguồn điện, ta phải làm sao cắm và nối thật chặt vào cái nguồn điện thì đèn của ta mới sáng. Lời nguyện cầu tương quan của chúng ta mới đẹp lòng Chúa và gắn bó kết hiệp với Ngài để bước vào trong mầu nhiệm của cuộc tử nạn phục sinh của Chúa. Rồi một mối tương quan thứ hai ta không thể thiếu được, đó là với anh chị em của mình, trong cách ăn nết ở, trong mối tương giao chia sẻ bố thí. Làm sao mà đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, đừng khoe khoang nhưng hãy chân thành. Và hôm nay chúng ta cũng được mời gọi để nhắc lại việc mà các đệ tử của Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc lại, sao mà môn đệ của Chúa Giêsu thì không ăn chay, còn các môn đệ của Gioan Tẩy Giả thì ăn chay. Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh của một chàng rể đang vui với tiệc cưới và tất cả mọi người đừng được hân hoan vui mừng. Tiệc cưới tình thương, tiệc cưới của sự chia sẻ, làm sao mà rầu rĩ, làm sao mà khóc than được. Nhưng cái điều tuyệt hảo mà Chúa Giêsu mong ước, tiên tri Isaiah đã nói với chúng ta trong bài đọc, điều chay tịnh mà Chúa mong ước không phải là những cái hình thức bên ngoài rầm rộ, khuôn mặt ủ rũ, thái độ cung cách, mà tận đáy lòng ta. Tận đáy lòng ta buông bỏ tất cả để gắn bó kết hiệp với Chúa. Tận đáy lòng ta phải làm một việc hết sức quan trọng là đừng làm ngơ trước người anh em cốt nhục của mình. Người anh em cốt nhục mà Adam và Eva sau khi phạm tội đã không còn nhìn nhau là cốt nhục mà đổ lỗi cho nhau. Là Cain và Abel không còn là anh em cốt nhục mà lại giết hại, để máu của Abel tới trời để Chúa nhắc nhở Cain, em ngươi ở đâu? Cốt nhục là như tuần vừa rồi cha Tổng Linh Hướng nhắc lại một hình ảnh 20 năm trước của đôi vợ chồng mà làm dậy sóng cả Việt Nam mình. Nếu đã là cốt nhục, nếu đã là tình nghĩa vợ chồng thì trong trái tim và nó toát ra trên khuôn mặt, đặc biệt trên đôi mắt, phải là đôi mắt của tình yêu thương chứ đâu phải đôi mắt mang hình viên đạn. Nếu đã là chay tịnh để rồi không làm ngơ trước những anh em cốt nhục thì chắc chắn tình nghĩa thuận hòa, gia đình êm ấm và mỗi người trong chúng ta tràn ngập niềm vui đẹp tuyệt
như ngày hôm qua trong bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhắc đến dỗ đầu của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Giáo phận chúng ta. Ngài nhìn tất cả mọi anh em trong cái nội tâm sâu thẳm với tiếng cười rộn rã trên môi để kết nối, để đối thoại, để tín thác và để trọn niềm phó dâng. Cho nên, Ngài đã sống một cuộc đời rất đẹp và một cái chết rất đẹp. Thưa quý ông bà và anh chị em, có câu chuyện con được đọc ở trong Tổng Giáo phận suy niệm ngày hôm nay. Chúng ta đặt lại vấn đề, chúng ta là thầy tu thứ nhất hay là thầy tu thứ hai đây? Hai thầy tu đi vào để xin được gia nhập một cộng đoàn. Và có một cái quy định là phải ăn chay cầu nguyện một năm trời trước khi gặp bề trên. Thầy tu thứ nhất đi vào một cái hang và ở đó thầy chăm chú nguyện cầu chay tịnh. Ngày ngày các anh em mang nước, mang bánh cho thầy tu luyện. Thầy thứ hai cũng vào một cái hang để làm như vậy, để sống cái cuộc đời tu luyện, chay tịnh, nguyện cầu. Sau một năm, thầy thứ nhất tiến lại trước cha bề trên với thân hình ốm tong teo, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Cha bề trên hỏi, này con, một năm vừa rồi con chay tịnh cầu nguyện tu luyện thế nào mà thấy thân xác cuộc đời con như không còn sức sống? Thầy thưa với cha bề trên, thưa cha, nguyên một năm trời con không ngủ được và ăn cũng không ngon vì con nhớ đến tội lỗi của con, quá khứ của con, để rồi con cứ khóc thương sầu khổ. Con nghĩ đến chắc Chúa chẳng thương con, chẳng tha cho con, nên con mất ăn, mất ngủ. Thầy thứ hai tiến đến gặp cha bề trên với khuôn mặt rạng rỡ, thân hình béo tốt và một nụ cười tràn chảy trên môi. Cha bề trên hỏi, này con, một năm qua con làm gì? Thầy vui vẻ trả lời, con cũng chay tịnh, con cũng nguyện cầu, nhưng mà con tín thác vào Chúa, con biết rằng Chúa là Chúa của tình thương, sẽ tha thứ, sẽ âu yếm vỗ về và sẽ nâng con dậy trong khi con yếu đuối, và con tràn ngập hy vọng, tin tưởng Chúa nâng đỡ con. Thế nên con ca hát, con vui tươi, con sống những ngày tháng hiện tại. Hiện tại rất đẹp, rất đẹp ở chỗ là con sống mỗi phút cho thật tốt, nghĩ thật tốt và làm thật tốt. Thưa cha, một năm của con là thế. Anh chị em ơi, mình là thầy thứ nhất hay là thầy thứ hai vậy? Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng trong mùa chay thánh này giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa,
và hy sinh hãm mình cách quảng đại hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lời này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiều chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Xô lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám quản Giuse, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến đấng đáng kính Hồng y Phanxicô Xavier, Đức Tổng giám mục Phaolô nhân ngày giỗ đầu hôm qua, các đức giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, các thân nhân, các ân nhân, các linh hồn, xin chúng con dâng thánh lễ này cầu nguyện, đặc biệt những linh hồn thân bằng quyến thuộc trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse, Ban Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh. Các thánh từ đạo Việt Nam đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sanh, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai cho các nợ, nhưng cứu chúng con cho ai sợ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn không sẽ.
Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất. Xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng cứu độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phong gia làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa được thông phần vào bí tích thánh thể, xin Chúa cũng thanh tẩy chúng con cho sạch tội lỗi và giúp chúng con biết dùng mùa chay này để ăn năn trở lại cùng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trong cây rước thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang.